Với một thị trường nhiều sản phẩm cạnh tranh, trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp sản xuất thép đang chú trọng đầu tư công tác nghiên cứu thị trường, qua đó tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn với từng phân khúc người tiêu dùng. Là đơn vị kinh doanh các sản phẩm tôn thép từ lâu, nhà phân phối này cho biết thương hiệu sở hữu một đặc điểm tạo nên niềm tin cho người tiêu dùng. Cái hàng của Vinawan rất được người dân và khách hàng ở khu vực miền Tây này chứ Đông Nam Bộ là rất là thích cái chất lượng cái sản phẩm của Vinawan chứ giá thành cũng rất là phải chăng. Sự phổ biến và gần gũi tới mọi đối tượng khách hàng bước đầu đến từ cách doanh nghiệp này tiếp cận tới thị trường. Hiện tại là mình đang là phân phối là giống như 3 sản phẩm là về tôn, về ống thép và về thép hình. Thì chúng tôi cũng đồng hành với khách hàng là trong đó chúng tôi quản lý, chúng tôi nghiên cứu là cái tệp khách hàng như thế này thì mình sử dụng sản phẩm Vinawan và cái việc gì. Thì chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng được tất cả các nhu cầu về đầu cuối. Thì dĩ nhiên bên cạnh đó chúng tôi cũng đầu tư thêm công nghệ, rồi là cũng nâng cao về năng lực sản xuất, về các tiết kiệm các chi phí. Không tận dụng quá nhiều hệ thống quảng cáo, việc tìm hiểu thị trường đi từ nhu cầu của khách hàng đã và đang là kim chỉ nam cho doanh nghiệp này suốt nhiều năm nay. Song hành với đó, các hệ thống tiêu chuẩn và công nghệ trong sản xuất cũng luôn được áp dụng để cải tiến, nâng cao chất lượng trên từng sản phẩm, để những sản phẩm luôn đạt những tiêu chuẩn khắt khe trong nước cũng như trên thế giới. Những cái tiêu chuẩn mà công ty chúng tôi đang áp dụng như là công ty cái tiêu chuẩn của Mỹ ASTM A500 REA và tiêu chuẩn của Nhật, tiêu chuẩn GAS 3444 3466 hay là tiêu chuẩn của Úc, tiêu chuẩn AS 1163 hay là tiêu chuẩn của Anh BS 1387 vân vân. Thành lập năm 2002, trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần sản xuất thép Vinawan là một trong những công ty tôn thép có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định. Hiện nhà máy của công ty cho công suất khoảng 1.200.000 tấn sản phẩm một năm, bao gồm mảng tôn cuộn, thép hình và thép ống. Đến nay, các sản phẩm của công ty đều có thể đáp ứng hầu hết những ứng dụng trong ngành công nghiệp, dân dụng, xây dựng hay cầu đường. Trong thời gian tới, với thế mạnh về nghiên cứu thị trường cùng sự đồng hành của biểu trưng thương hiệu quốc gia trên các sản phẩm, doanh nghiệp tiếp tục có những định hướng xa hơn, khẳng định giá trị thép Việt trên trường quốc tế. Thì khi mà Việt Nam mình bây giờ đã lấy được cái niềm tin về thương hiệu, về chất lượng với các thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ, thì là bên Vinawan chúng tôi cũng kỳ vọng là mình có thể là đưa được những sản phẩm và quảng bá được thương hiệu của Việt Nam mình nói chung và Vinawan nói riêng cho thị trường thế giới, và mình khẳng định được là cái sản phẩm của Việt Nam trên thương trường thế giới. Luôn chú trọng đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất, cho ra đời các giải sản phẩm rộng, đặc biệt trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, đã và đang là hướng đi bền bỉ mà thép Vinawan, doanh nghiệp sở hữu các sản phẩm thương hiệu quốc gia, bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm qua, qua đó tiếp tục mang đến những sản phẩm tôn thép chất lượng của Việt Nam, chinh phục thị trường trong nước và thế giới. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình.